Hello mọi người, thì hôm nay mình đã mua được hai thêm hai pack. Chính xác hơn là đặt mà khoảng 2 tuần nó mới về. Tại vì kiểu gần Tết ấy, thế là nó sẽ giao rất là lâu. Thế là hôm nay mình sẽ mở thêm hai pack này và thêm 5 pack của team Doflamingo. Đó, tổng cộng là hôm nay sẽ mở 3 pack. Rồi, mình sẽ mở đầu tiên sẽ là pack của Luffy trước đi. Tại vì loại pack này sẽ khá là xịn và đắt hơn cái pack của Dofla kia rất là nhiều. Rồi, sẽ có 3 thẻ giống nhau thôi, không phải thẻ đặc biệt gì. Đầu tiên đó là ông lão rèn kiếm và luyện Haki của Luffy ở trong tù này. Theo đó là Linko Robin, SSR và UR. Ai đây nhỉ? UR của Carrot. Đó. Rồi, tiếp theo là mong là ra một tấm đặc biệt nào đó như kiểu là UR hay là ok nhầm LUR chứ. Đây, tiếp theo. Đây rồi, có một tấm đặc biệt rồi. Mọi người phân biệt tấm đặc biệt đó là màu đằng sau nhá. Ở đây là hai cái này là màu đỏ này, còn cái này là màu cam thì sẽ có một tấm đặc biệt rồi. Đầu tiên sẽ là SSR của Luffy này. Theo đó là SSR của Carrot này. Đây là gì đã nào? CP à? CP của Haki. Rồi. Vừa ấy máy mình bị lỗi nên là mình phải bấm lại cái đoạn bóc được bách đầu tiên. Rồi tiếp đến bách đầu của team Doflamingo nhá. Đó. Đầu thì đầu tiên nó là Bo Hancock này, R của Bo Hancock này. R tiếp theo là R Usopp này. R của Buggy này. Tiếp theo là R của Hải Vương. À, của vua ở dưới biển này. Cuối cùng là SSR này. Bằng gì nhỉ? Luffy. SSR của Sanji. Đó, mình sẽ để riêng ra. Đó. Bách thứ 3. À, bách thứ 2 của team Doflamingo. À, bách thứ 2 Doflamingo. Đầu tiên là hải quân. Thì cái ông này ngày xưa là hải quân và về sau sẽ là người đi để tiêu diệt hải tặc ở trên biển. Tiếp theo đó là Rebecca ở đấu trường Doflamingo này, Mr. Tree này, Jinbe này, và tấm cuối là SR này của Hải quân này, Crocodile. Đó. Đây. SR. Đó. Mấy tấm thường mình sẽ để dưới đi. Tiếp đến bách thứ ba nào. Mở ngay đầu là ra Luffy này. Tiếp theo đó là R của người ở trên đảo trên trời này. Tiếp theo đó là tiếp là Luffy. R Luffy. Đó là R của Nico Robin này. Tầm cuối là SR. SR của Hải quân à. Empe. Của Hải quân đây là thằng mà đi cùng với cả Sapo ở đâu? Copy á. Người bạn thân thiết của Kopi đợi đệ của Gap luôn. Tiếp đến bách thứ tư. Đầu tiên đó là Smoker này. Theo đó là Phó Đô Đốc của Hải quân. Mình cũng không rõ đâu. Tiếp theo là Công Chúa này. Rồi Sengoku R này. Và tầm cuối là SR của Team Luffy. Biết là Nami. Tầm cuối là SR của Lamy. Đó. Rất sexy luôn. Rồi. Tự nhiên nó bị đổ. Tiếp đến bách cuối cùng. Bách cuối cùng mình sẽ mở luôn. Xem luôn là cái hình cuối là gì nhá. Cho hồi hộp. Tầm cuối là SR này. VV luôn rồi. Mở ra đằng sau luôn là nhìn được VV. Đó là SRVV này. Ở trong này sẽ là Rokubi này, Mozu này, Chopper này và Xanh, Xanh hồi trẻ. Đó, thì tổng kết của ngày hôm nay. Thì mình sẽ đây, mình sẽ so sánh luôn cho mọi người là cái tấm bìa cứng, thẻ cứng với cả tấm bình thường nó sẽ như nào. Đây. Dày phải gấp đôi luôn, chất liệu nó cũng khác, cái này bẻ được, cái này khó bẻ hơn này. Đó,
Tổng kết ngày hôm nay khi mở được 5 pack của Team Doflamingo, mình sẽ có đó là được 5 tấm SR và không được tấm SSR nào. Đó, và còn mở 3 pack kia, còn mở pack của Luffy thì sẽ được mở một UR của Carrot này và một CP của Hakin. Đó. Rồi, video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay thì hãy ấn like và share. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.